Thì ngày hôm nay mình sẽ so sánh với cái chiếc Jack A5 này. Thấy nó cũng quen được cái thùng xe. Chắc tay lắm. Khách hàng đẹp trai thì mình tặng cho khách thêm cái camera hành trình. Đó là một nấc là có tải lóc. Rồi, tự động kéo lên luôn. Trên lệch hơn cả 100 triệu chứ phải ít đâu. Rồi, xin chào các bạn. Rất vui các bạn quay trở lại và xem những video với từ xe của mình. Thì sau những yêu cầu của bạn thì hôm nay mình sẽ có một cái video so sánh một cái chiếc xe tải là Jack A5 à, hàng VIP của mình. Hàng VIP, hàng ưa chuộng của mình ha. Jack A5 này là tải là 7.6 các bạn. Đó, tải trọng 7.6. Và cái thùng à, cái thùng là dài là lọt lòng là 9.6. Đó, thùng siêu dài, phân khúc hai chân. Đúng không? Tải 7-8 tấn thùng siêu dài. Thì ở đây mình điểm danh sơ sơ ha. Thì phao nè, thấy không? Dắt nè, dắt A5 đó. Tóc khoen B180 đó. Còn mắc tiền hơn nữa thì mình có Isuzu Quỳnh Phát 6.5 tấn, thùng dài là 9.8, thấy không? Chiếc đó là Isuzu Quỳnh Phát các bạn à, lắp ráp Việt Nam. Rồi nôm na mới đây thì có nhà Trang Long H5 cũng là phân khúc thùng dài. Rồi rẻ hơn là mình có Vim VBT 880 đó. Đây là chiếc Jack A5. Thì ngày hôm nay mình sẽ so sánh cái chiếc Jack A5 này với cái là cái chiếc phao dài. Phao dài là 7.25 tấn, thùng dài là 9.7 lọt lòng. Rồi thì chiếc Jack A5 mình đã xem ở video trước mà review rất là kỹ chiếc này rồi các bạn. Nội thất rất là ok luôn. Rồi, đầu tiên các bạn thường thì xem video mình chắc chắn là muốn biết giá của chiếc xe, chiếc Jack A5 này các bạn. Cái giá của nó là thùng dài như thế này á là 865 triệu. Thì đi sơ bộ cái thức thùng 12 thằng nó ngang nhau, vẫn là cái phân khúc mà 7-8 tấn thùng dài chạy bằng xe đó. Xe dài sát 4 chân đó, các bạn thấy không? Jack A5 đây rất là mỏng vậy. Đây đè nó thùng vô luôn ha. Này là chỉ có một lớp bách, một lớp phải thấy không? Đó, cái thùng nó làm thì mà những cái trụ rồi thì bằng sắt thôi đó các bạn thấy. Rồi thùng chiếc phao thì bằng inox không? Thì hai thằng đều là sử dụng là máy Euro 5 cho nên là phải sử dụng thêm cái bình dầu đép đó các bạn ha. Đó cái điều bây giờ là chắc chắn phải có rồi. Đây rồi cái cản này nha, cái cản bằng inox luôn đó. Cũng ngon lành phải không? Đó rồi, giờ chúng ta qua coi chiếc phao ha. Cái vỏ thì vẫn là vỏ 10 các bạn ha. Riêng cái dòng B190 quyền thoại thì vỏ 11 thôi. Còn ngoài ra cái phân khúc này vỏ 10 hết. Đó, bạn xem cái thùng. Đó, phân khúc mà ha. Thùng dài trên 9 mét ha. Hai chiếc này rất là ok ha. Giờ chúng mình sẽ qua chiếc phao nè các bạn ha. Bên mình rất là nhiều xe. Thấy không? Chắc tay lắm. Đó, thùng bét luôn. Đây, đó. Inox không luôn. Đó. Có thấy không? Inox không à. Đúng tiền là của nấy, bỏ cái 900 mấy phải có cái xe ưng ý mới được chứ. Này, kẹn inox luôn. Đó, quá quyết luôn. Phao ăn đứt dắt liền. Như bạn mua xe tầm giá mềm mềm thì bạn mua dắt ok rồi. Hai chiếc đều là nhập khẩu ha. Rồi giờ mình vô cái cabin. Review kỹ chiếc phao hơn chiếc dắt đi. Các bạn đỡ thắc mắc thì chiếc dắt mình cũng đã có một cái bài review chi tiết riêng rồi. Ngon lành. Đó. Hai chiếc xe tải phao. Rồi. Đây đầu tiên thì đập vô mắt chúng ta đây là cái cần số ha, số 2 tầng, lại chuyển gùa thỏ ha. Cả bên một giường. Tiêu chuẩn giống như chiếc kia thôi, nhưng mà tắp lô rồi làm rất là ok. Đó. Phao này đã xuất hiện ở Việt Nam mình rất là lâu rồi. Nhiều người chạy lắm rồi. Đây. Thấy không? Cái ghế hơi mình đẩy lên lại xuống được ha, thoải mái. Rồi. Mở chìa khóa lên ra. Đó. Xe này mình làm chuẩn bị giao cho khách. Chưa có lọc tem ra luôn nè. Còn mới keng. Đây. Khách hàng đẹp trai thì mình tặng cho khách thêm cái camera hành trình. Đó. Chìa khóa đây. Nha. Cầm chìa khóa đây ha. Ngon lành. Để nổ máy thử xem này. Máy thấy chưa? Phao 6 máy các bạn. Tay lái rất là nhẹ, bật máy lạnh lên các bạn ha. Rồi. Đây, nó có cái bảng nhiệt độ ở đây nha.
9 độ 3 độ đó. Chỉnh quạt gió đây ha. Rồi ok. Chiếc phao đây các bạn không? Cái tính năng đặc biệt của chiếc phao á là ở đây có cái nút là chỉnh không? Chỉnh động cơ. Đó là một nút là có tải, không tải và nửa tải. Đó. Thì tiếng Trung mình cũng không gần, không có đọc ra được. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai đây không? Giờ mình tắt máy đi. Rồi mình kéo kiến xuống đây ha. Đây kéo hai bên luôn đi. Ok chưa? Đó. Ok. Giờ mình tắt máy. Mình lấy chìa khóa không? Mình bấm lock nha các bạn. Lock. Rồi, tự động kéo lên luôn. Các bạn thấy không? Tự động kéo lên luôn. Không ai bên đây mà bấm nút nha các bạn. Đó, chức năng này nhiều chiếc xe mẹt không có đó. Ghê không? Xịn chưa? Đó. Mình lắp cửa một cái là hả? Nó tự động kéo kính lên cho mình. Đây, thấy không? Mở cửa ra. Đó, nãy mình bấm nút lock rồi đó. Chiếc này nó máy êm lắm các bạn. Khả năng cách âm của chiếc này cũng rất là ok. Đó các bạn thấy không? Đó, tay nắm cửa đồ chắc chắn ngon lành. Cả tỷ bạc mà. Đó không? Đó, chiếc phao nhập 6 máy. Tại 7 tấn 25 cùng dài là 9m7. Tính ra nôm na gần 10 mét chứ giỡn à. 10 mét thì mình có Hino. Hino bây giờ giá mắc quá thì mình xài phao được rồi. Thì chiếc này là chuyên chạy hàng cho các công ty mà trên Tân Nguyên, Bến Cát ha, các công ty mà Trung Quốc chào hàng nhẹ, nệm, mốt xốp, hàng bông, hàng giải, rồi hàng mà những cái hàng mà xúc pallet rồi có các kiểu thùng khác nữa. Mình sẽ up lên cho các bạn tham khảo sau ha. Đây tay lái rất là ok. Ok. Kiện hơi đâu quá quét luôn. Cửa đi xuống xe mình. Đó, gặp mở cửa rất là ok luôn ha. Nắm cây đu xuống ha, cây đu chà bá luôn. Khỏi lo gì hết. Đó coi ha. Đó. Thì bấm lắp cửa cái lỡ mà quên kéo kiến à, nó tự động chạy lên cho mình luôn. Thấy không? Xét xe vỏ 10 rất là ok luôn. Mà thấy không? Phao là ngon hơn dắt, thấy không? Nhưng mà giá tiền lại mắc hơn. Một cái điều đáng suy nghĩ á, nhức đầu á, giá tiền mắc hơn rất là nhiều các bạn. 865 chiếc này, thấy không? 865 chiếc đó, thấy không? Tài xế mình đang chuẩn bị chạy ra nè, 865. Còn chiếc kia là 909, quá dữ, quá trên lệch luôn, trên lệch hơn cả 100 triệu chứ không phải ít đâu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp.